Xin giới thiệu với tất cả các bạn và anh em, đây là ba đợt xốp sau hay còn gọi là cản sau hoặc ba đợt xốp sau của dòng xe Mitsubishi Mirage. Mirage hoặc Mirai, mỗi anh em có một tên gọi, thì thông thường tên tiếng Việt mình gọi thuần Việt đó là Mirage. Đấy, đọc đầy đủ các ký tự của nó luôn, nó là Mirage. Đấy, ba đợt xốp sau hay còn gọi là cản sau thì mỗi anh em có một tên gọi khác nhau, nhưng chung quy lại đây, vì đấy là thông thường mình đều hiểu chung nó có hai tên gọi là như vậy. Đấy. Thì chất liệu các bạn đang xem đây được làm bằng nhựa. Cái cản sau và xốp sau của xe Mitsubishi Mirage này được làm bằng nhựa. Đấy, các bạn được làm bằng nhựa. Hàng xịn chính hãng thì cái sự đàn hồi nó rất là tốt anh em, hàng xịn chính hãng chuẩn. Cái sự đàn hồi nó cực kỳ tốt, rất là rẻ luôn. Đấy, rất là rẻ. Đấy, được làm bằng nhựa. Đây là cái đèn phản quang các bạn, đây là cái đèn phản quang. Và chỗ này là chỗ bắt cái biển số của anh em nó sẽ nằm đây. Bắt biển số nằm đây và đây là đèn phản quang. Đó. Thì đây là phía trên cốp. Đấy. Thì cái bàn đỡ sốc sau này nằm ở phía sau. Thì anh em trong quá trình khi chúng ta chạy xe thì do va quệt đâm va, thông thường là phần do va quệt đâm va hoặc do lùi xe thì không cẩn thận thì dẫn đến nó gãy, nó vỡ mất cái này. Nếu mà đơn nhỏ nhỏ thì anh em có thể hàn để khắc phục và vẫn chạy ok. Nhưng nếu mà trong trường hợp chúng ta nó mạnh mà nó vỡ to quá thì bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam, từ gầm máy, thân vỏ, lá côn, màn FPT, gương đèn, ba đợt sốc. Như vậy anh em trong quá trình khi chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe mà cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng thì rất mong các bạn sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.